Rồi anh em mình đã đến điểm đánh các bạn ạ. Để xe ngoài đường đấy thôi. Ở đó có đại đồ được vào nó mới mát được. Chuẩn. Nước uống các bạn. Buổi trưa rất là nắng luôn. Thì anh em mình sẽ đi vào đánh những cái lùm kia. Lùm kia. Ở bên này là đồng ruộng các bạn ha. Chồn thì nó sẽ dồn hết vào những cái lùm đấy nha. Thì mình sẽ vào mình đánh ở khu đấy. Trước khi đi thì anh em mình sẽ làm hai chai không độ. Nhưng mà không độ, không độ này thì uống hết rồi, còn cái xác không thôi. Đổ nước vào thôi. Hy vọng rằng khu này anh em mình vào đây sẽ kiếm được vài em chồn. Các bạn nhìn cảnh núi rừng này của Hà Tĩnh các bạn. Đây là Hà Tĩnh. À, hướng này đi về Hồng Lĩnh các bạn nha. Cầm đủ luôn nghề chưa Tuấn? Loa chưa? Ok. Nắng phê luôn này Tuấn này. Nắng phê luôn này. Các bạn nhìn nhà chồn nha, nó đào hang nha. Này, nhìn này. Đấy. Cần bằng cái nắm đấm mình đi vào luôn. Hàng chồn các bạn, không phải hàng chục đâu nha. Quá trời luôn. Bên đây này. Này nhìn này. Nhìn này. Đây đây này. Nhìn này. Đây này, cái này đây này, cái này nhưng mà nó lấp rồi, nó bị cửa hang rồi nha các bạn. Đây, bên đây này, chỗ đây này. Chỗ đây có một cái này. Dưới đây này, chỗ này này. Nhiều lắm luôn, bên đây nữa. Thank you.
Khoảng bao nhiêu ca Tuấn à? 6 lương rồi 7 lương gì đấy. 6 đến 7 lương gì đấy. 7 lương hả? Tâm đấy. Quay bên đây mà nó không dính mà nó dính ở cái bên này các bạn. Chà chà. Anh em mình lại đi về. Phục được một ít quá. Các bạn có muốn đặt thòng hay là tư vấn cách đánh thì có thể liên hệ với Trí nha, qua số điện thoại bên dưới ha. Rồi, hết kêu. Đây là quan tài. Ok, trong đây hai con nữa các bạn. Bò chết rồi. Rồi, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.